các bạn đã đến với chương trình Những giai điệu quê hương. Mình là MC Phương Thảo, học sinh MC cơ bản của cô Viên. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Những giai điệu quê hương ngày hôm nay. Các bạn thân mến, âm nhạc là một an tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Nó có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến cảm xúc của con người. Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng làm rung lên những tình cảm vốn luôn lắng đọng trong mỗi chúng ta. Âm nhạc là sự kết nối con người với con người, giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống và gần nhau hơn. Và hôm nay muốn giới thiệu với các bạn về ca khúc Vĩnh Phúc Quê Em, có phần trình diễn của ca sĩ Phương Thảo. Thưa các bạn, với lời ca sâu lắng, tràn đầy cảm xúc, bài hát đã thể hiện tinh thần tự hào của những người con Vĩnh Phúc. Với vẻ đẹp, những giá trị văn hóa, những lễ hội truyền thống của quê hương mình như văn hóa Phồn Nguyên, nhịn hát chống quân, những địa danh nổi tiếng như Giếng Ngọc, Thiền Viện Tây Thiên, Tam Đảo, Đầm Vạc, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Bài hát ra đời đã nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả, nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ, bài hát đã được nhiều người biết đến và thể hiện thành công bài hát này. Thưa các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Những giai điệu quê hương của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây xin mời các quý vị của MC Phương Thảo thưởng thức bài hát Vĩnh Phúc Quê Em nhé. Hạnh phúc ấm no quê hương ngồi xa, về đây với em sẽ đắm say lòng. Vĩnh Phúc quê em lòng lấy thiên đường, Vĩnh Phúc quê em lòng lấy.